Chào thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ làm về chủ đề Kama Sutra cho nhóm nào mặc 42. Kama Sutra là một cuốn sách Ấn Độ cổ được viết bằng tiếng Phạn do một nhà triết học gia người Ấn Độ là Vatsyayana sáng tác. Cuốn sách này được viết vào thế kỷ thứ 3, khi đó cuộc sống của con người còn đang rất sơ khai, cuộc sống của con người thì không được chú trọng nhiều, đặc biệt là tình yêu, tình dục thể xác. Tuy nhiên, ở Ấn Độ nói chung và Vatsyayana nói riêng thì tình dục luôn được coi trọng. Vì vậy mà cuốn sách Kama Sutra ra đời. Vậy Kama Sutra là gì? Kama Sutra trong tiếng Phạn, Kamadeva là tên của một vị thần tình yêu, thể xác, người cai quản cảm xúc của con người, cũng giống như là thần Cupid trong thần thoại Hy Lạp, và Sutra nghĩa là kinh, châm ngôn. Do vậy mà Kama Sutra có nghĩa là châm ngôn về tình yêu thể xác, hay là những bàn luận về tình yêu thể xác của con người. Không chỉ vậy, Kama Sutra còn đề cập đến rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, như là cuộc sống hôn nhân, gia đình, cách cư xử của người phụ nữ. Đặc biệt, Kama Sutra rất tiến bộ, đó là nâng cao giá trị của người phụ nữ, lấy phụ nữ làm trung tâm. Theo cuốn sách này, thì một người đàn ông không chỉ nên hân hoan trong khoái cảm tình dục với phụ nữ, mà anh ta phải có trách nhiệm với cảm xúc của người phụ nữ, cảm xúc của bản thân. Nếu làm tốt điều này, thì người phụ nữ sẽ không có mong muốn đi tìm người khác, làm cho người phụ nữ sẽ cảm thấy ấm áp và hấp dẫn hơn. Còn theo cuốn sách thì người phụ nữ có nhiệm vụ phải mang lại niềm vui vẻ cho đàn ông. Điều này làm cho mối quan hệ của họ trở nên ấm áp. Nó không chỉ có ý nghĩa trong đời sống tình dục mà nó còn có ý nghĩa trong đời mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Về mục đích chính của cuốn sách Kama Sutra, đó là nếu không có tình yêu thì bạn sẽ không đạt được bất kỳ thỏa mãn nào trong một mối quan hệ tình dục. Bạn sẽ không thể làm cho một mối quan hệ trở nên ấm áp và cũng sẽ không bao giờ giải tỏa được ham muốn tình dục. Điều duy nhất bạn làm đó chính là lãng phí thời gian của mình. Bốn tư thế chủ đạo trong 10 tư thế của cuốn sách Kama Sutra, đó là Piditaka, Sthitarata, Vrimhitaka và Henuka 2. Phần trình bày của nhóm em xin hết. Cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe.